Hello, xin chào tất cả các anh chị đang đến với kênh ITB Club Channel. Thì hôm nay mình sẽ làm video về phân tích rổ cổ phiếu VN30 từ ngày 28 tháng 10 cho đến ngày 1 tháng 11. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích là chỉ số VN30. Thì về chỉ số VN30 á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, và nó đang có hỗ trợ là ở mức là đang có hỗ trợ là ở 9 9 911 cho đến là nếu mà cái vùng hỗ trợ 911 này mà nó bị phá vỡ thì nhiều khả năng là nó sẽ về là 895, và kháng cự hiện tại của nó đang là ở mức là 9 931 cho đến là 944. Thì về nhìn chung á, VN30 trong khả năng trong tuần tới á, thì nếu nó có khả năng nó sẽ là có cho một tín hiệu một điều chỉnh, thì điều chỉnh của nó có thể khả năng là nó sẽ về là vùng 9 917, sau đó là nó khả năng nó sẽ test lại cái vùng vùng đỉnh đỉnh cũ vùng đỉnh cũ này là vùng từ 930 cho đến là vùng 944. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua các mã cổ phiếu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích về mã cổ phiếu BID. Về BID á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, và nó đang có kháng cự ngắn hạn là ở mức là 40.6. Thì mà nếu mà nó vượt qua được cái mức kháng cự này á thì nó sẽ test lại cái vùng đỉnh này này là vùng 41.7. Và hiện tại là BID nó đang có hỗ trợ là mức là từ 36 cho đến vùng 38. Thì nếu mà khả năng BIDV nó mà điều chỉnh đó, thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta chờ mua ở vùng này. Tiếp theo là chuyển qua mã BVH. Về BVH á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy. Và đang có kháng cự là ở mức là 78. Từ 78 cho đây là vùng 81 thì đây là kháng cự của nó. Và về hỗ trợ thì nó đang được hỗ trợ trong dài hạn đó là ở mức là quanh vùng 70. Thì đang là mức hỗ trợ này. Thì nếu mà ai mà đang nắm giữ có thể là nắm giữ trong trung hạn á thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua quanh ở mức là từ từ 65 cho đến 70. Và vùng giá chúng ta có thể chốt lời trong ngắn hạn, trong trong trung hạn có thể là nó sẽ lên là vùng được là vùng từ 80 cho đến vùng 85. Tiếp theo là chuyển qua mã CTD. Về CTD á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó cũng là một trạng thái giá giảm. Và về CTD này nó không có hỗ trợ, thì vì vậy tuy nhiên á, ở trên khung đồ thị tuần và khung đồ thị tháng nó cũng không cho một cái tín hiệu gì là hỗ trợ hết, và nó cũng cho báo chúng ta biết là một cái xu hướng nó của nó là đang là một xu hướng giảm. Vì vậy về mã cổ phiếu này á, tốt nhất là mình không nên kinh doanh. Tiếp theo là chuyển qua mã CTG. Về CTG á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, và nó đang có được hỗ trợ là từ 21.2 cho đến là 20.8, và kháng cự của nó đang là mức là 23. Thì về về chiến lược cho CTG này á, thì nếu mà ai mà trong trong room của mình á thì đã mua được ở vùng là vùng quanh vùng 21 này rồi, thì và nó cút và hôm thứ sáu vừa rồi á, thì nó đã đạt được 22. Nếu mà cái vùng 22 này á, mà nó vượt qua được á thì khả năng á, trong vài phiên tới nó khả năng nó sẽ là lên được mức là mức 23 cho đến là vùng 25. Thì nếu mà các bạn mà chưa mua mới thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua quanh ở mức giá 21 này, từ từ 21.2 cho đến là vùng 21.4 thì chúng ta có thể là tham gia. Tiếp theo là chuyển qua mã DBM. Về DBM xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy,
và đang được hỗ trợ ở mức giá là 14 và kháng cự đang là ở mức 15.6. Thì về chiến lược cho DVM này á, thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua ở quanh giá vùng 14 này, và chúng ta có thể là đặt các lỗ ở dưới 13. Thì cái cắt lỗ này khá là xa, vì vậy là chúng ta nên quản trị rủi ro nó cho nó tốt. Tiếp theo là chuyển qua mã AIB. Thì về cổ phiếu AIB á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm, và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, mà nó đang có kháng cự ngắn hạn là ở mức là 16.6 và kháng cự cho trung hạn là từ 17.1 cho đến là vùng 17.5. Thì về cổ phiếu AIB này á, ở trên khung đồ thị tuần á, thì nó lại cho là một cái tín hiệu là cho chúng ta là một cái hỗ trợ khá là mạnh, đó là ở mức 16. Thì về chiến lược cho AIB này, tuy ngắn hạn á, nó không có gì là sáng sủa, tuy nhiên á, mình nếu mà mình đầu tư về trung hạn á, hoặc là về dài hạn, thì chúng ta có thể đây là một vùng mua tốt để nắm giữ lâu dài. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là FPT. Về FPT á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng, và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy và đang được hỗ trợ ở mức là từ 51.3 cho đến vùng 53.3. Thì đây là mức hỗ trợ của nó. Còn về chiến lược cho FPT hiện tại á, thì tốt nhất là mình nên cân nhắc mình chờ mua ở mức là ở quanh cái vùng hỗ trợ này. Tuy nhiên á, nếu mà nó vượt đỉnh thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta xem xét mua vào. Thì giờ FPT tốt nhất là chúng ta nên chờ mua thì nó sẽ an toàn hơn. Tiếp theo là chuyển qua mã GAS. Về GAS á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng đi ngang, và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, và nó đang có kháng cự là ở mức là 104.7 cho đấy là 106, và hỗ trợ của nó đang là ở mức là 98. Thì về mã GAS này á, hiện tại thì xu hướng trung hạn của nó cũng là đang là một chỉ là một trong là một xu hướng tích lũy thôi, có nghĩa là nó sẽ đi trong một cái biên là từ 9.98 cho đấy là vùng 106. Thì vì nó hiện tại nó xu hướng nó chưa rõ ràng, thì mình tốt nhất là mình cũng nên chờ quan sát, khi nào nó có một cái xu hướng nhất định thì chúng ta hẳn tham gia vào đầu tư. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là GMD. Về cổ phiếu GMD á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm, và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, và đang có hỗ trợ là mức là 27. Còn về kháng cự của nó thì nó đang ở quanh đâu đó là ở mức là từ 28 cho đến là vùng 28.5. Bởi vì cái GMD này á, trong trung hạn á, thì nó cũng đi trong thêm cái biên là từ 25.5 cho đấy là vùng 28.5. Nếu mà trong vài phiên, trong một khoảng thời gian tới á, mà nếu mà GMD mà nó vượt qua được 28.5 á, thì lúc đó thì nó sẽ đảo chiều xu hướng và chuyển thành một cái xu hướng tăng mạnh, và chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta mua vào. Còn hiện tại thì nó chỉ đi trong một cái biên độ nhất định thôi. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là HD Bank. Về cổ phiếu HD Bank á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng, và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tăng, và nó đang có hỗ trợ là ở mức là 26.8 cho đến là 26.4, và kháng cự cho trung hạn á, thì nó đang ở mức là 32. Còn kháng cự ngắn hạn là nó đang quanh ở mức là quanh mức 30. Thì về HD Bank này á, nếu mà ai đã tham gia vào cái câu lạc bộ mà room tư vấn của bên ITB á,
thì chúng ta đã có giờ giờ khả năng là các nhà đầu tư đã đang bắt đầu chốt lời dần, bởi vì mình đã khuyến nghị là mua quanh mức là từ giá 26, bây giờ hiện tại nó đã gần lên được 30 và bắt đầu là chốt lời một một ít rồi. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là HPG. Về cổ phiếu HPG á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tăng và nó đang có kháng cự là ở mức là 22 22.5 cho đến là vùng 23.3. Thì về HPG này á, xu hướng trung hạn của nó vẫn là một xu hướng giảm và ở khung đồ thị ngày á, nó vẫn cho là một cái xu hướng giảm, mà thì tốt nhất á, là mình không nên đầu tư về mã cổ phiếu này, bởi vì nó chỉ cho những mà là một đợt sóng hồi thôi, còn khả năng của nó là nó sẽ về được là tầm là 19 19.4. Tiếp theo là sẽ chuyển qua mã cổ phiếu là MBB. Về MBB á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy và nó đang được hỗ trợ là ở mức là từ 21 cho đến là vùng 21.6. Thì tuy nhiên chúng ta có thể là chờ mua quanh ở mức là từ 21 21.6 cho đến vùng 22 thì nó sẽ tốt hơn. Về MBB này á, thì về trong trung hạn á, thì nó vẫn cho là một cái tín hiệu cực kỳ là đẹp, thì chúng ta có thể là cân nhắc, chúng ta nếu mà nắm giữ trong trung hạn á, thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chốt lời ở quanh mức là cái vùng từ 25 trở lên. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu Masan. Về Masan á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm và nó đang có kháng cự là ở 77, từ 77 cho đến là vùng 82. Thì về cổ phiếu Masan này á, bởi vì nhìn khung đồ thị tuần á, nó vẫn cho là một cái xu hướng giảm và khung đồ thị ngày nó cũng cho một xu hướng giảm, và ở đồ thị ngắn hạn hơn á, thì nó vẫn chưa cho một cái tín hiệu gì là tăng giá hết. Thì vì vậy á, về về Masan này tốt nhất là chúng ta là nên quan sát và chờ tín hiệu nó tăng, chờ nó đảo chiều xu hướng thì tốt nhất là mình nên kinh doanh, còn hiện tại là xu hướng của nó vẫn là một xu hướng giảm mà thôi. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là MWG. Về mã cổ phiếu MWG á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy và nó đang có hỗ trợ là mức là 116. Và MWG hiện tại khả năng là nó sẽ đang test lại cái vùng vùng đỉnh này. Đó là vùng nó đang test lại cái vùng đỉnh là ở mức là 129, 128. Thì mà nếu mà nó vượt qua được cái mức này á, thì chúng ta có thể là chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào và chúng ta có thể là chốt lời trong trung hạn, đó là từ khả năng là từ 138 đến là 141. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là Novoland. Về Novoland á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy và nó đang được hỗ trợ là ở mức là 60 và kháng cự của nó đang là ở mức là từ 64. Thì về mã Novoland này á, hiện tại á, nó đang là trong một xu hướng giảm và đồ thị ngắn hạn hơn á, thì nó cũng báo là cho là một cái tín hiệu là một xu hướng giảm. Thì vì vậy á, là chúng ta không nên kinh doanh về mã cổ phiếu này. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là BNG. Về BNG á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng đi ngang và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tăng và nó đang được hỗ trợ là từ mức là từ 80 cho đến vùng 82.
Thì về BNJ á, nếu mà nhà đầu tư nào mà muốn nắm giữ trong trung hạn á, thì chúng ta có thể đây có thể là chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua từ giá là từ 80 đến 82. Thì còn về chốt lời mà trong trung hạn thì chúng ta có thể là chốt lời ở mức giá là từ 90. Từ 90 cho đấy là vùng 92. Thì đó là chiến lược trung hạn cho là BNJ. Còn về hiện tại về ngắn hạn á thì mình phải chờ ít nhất là trong tuần sau á, mà nếu mà giá mà nó vượt qua được mức 85 á thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta mua vào và chúng ta lướt tay cộng. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu RE, RAE. Thì RAE xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng về RAE xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng, và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy và đang được hỗ trợ là từ mức là từ 35,5 cho đến vùng 36. Thì về RE á, về nếu mà nắm giữ trong ngắn hạn và trung hạn đều được, và chúng ta nếu mà nắm giữ trong trung hạn á, thì chúng ta có thể là chờ mua quanh ở mức là từ 34,8 cho đấy là vùng 36, và chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chốt lời ở mức là 38 cho ngắn hạn, và chúng ta trong trung hạn thì có thể là nó sẽ lên được là vùng 40 cho đến 42. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu ROS. Về ROS á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, và nó đang có kháng cự là ở mức là 26,7. Thì về về ROS, về mã cổ phiếu ROS này á, thì ở khung đồ thị trung hạn và khung đồ thị dài hạn hơn á, thì nó vẫn cho là một xu hướng giảm mà thôi. Thì tốt nhất là chúng ta nên không nên kinh doanh về mã cổ phiếu này. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là SAB. Về SAB á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, mà nó đang có hỗ trợ trong trung hạn đó là mức 242, và kháng cự của nó đang là mức là 267. Thì trong trong ngày 22 vừa rồi á, mà nếu mà ai theo dõi có video của mình ở đằng trước đó, thì mình đã khuyến nghị là có thể là chờ mua quanh mức giá là 242 này, và hiện tại mà nếu ai mua được cái mức này á thì đang có lời là ít nhất là hơn 5%, và mục tiêu của chúng ta có thể là chốt lời ở mức là 267. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là FPT. Về FPT á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, mà nó đang được hỗ trợ là ở mức là 17,2, và kháng cự cho ngắn hạn thì đang cho nó kháng cự của nó đang là mức là từ 21,3, và còn kháng cự cho dài hạn nữa, mục tiêu cho dài hạn đó là 26. Thì về mã SBT này á, thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua quanh mức giá là từ từ 17,2 cho đến vào vùng 17,8, thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua quanh vùng này và chốt lời ở mức là trên 21. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là SSI. Về SSI á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng đi ngang và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, và nó đang có kháng cự là ở mức là 22, từ 22 cho đến vùng 23, thì đây là mức kháng cự của nó. Về mã cổ phiếu AI này á, thì hiện tại là xu hướng của nó vẫn là một xu hướng giảm, mà và đồ thị tuần nó cũng cho là một cái xu hướng giảm, thì giờ nó khả năng á, nó chỉ hồi lại thêm một cái nhịp sóng hồi của nó là do nó đang test lại cái vùng đáy của nó đang là mức là 20,5 này nè, và nó đang test lại, thì nhiều khả năng á, nó sẽ
sẽ chạm vào cái mức kháng cự này, nhưng mà cái rủi ro của nó khá là cao, bởi vì cái xu hướng trung hạn của nó vẫn là chỉ là một xu hướng giảm mà thôi. Thì tốt nhất là về mã cổ phiếu SSI này á, thì chúng ta nên đánh T cộng và chúng ta chốt lời ngắn từ 22 cho đến 23. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là STB. Về STB á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, và nó đang được hỗ trợ là ở mức là 10.7 và kháng cự của nó đang là ở mức là 11.2. Thì hiện tại là STB á, nó đang đi trong một cái biên độ khá là hẹp. Biên độ của nó có khả năng là nó chỉ trong vòng 4% thôi. Thì nếu mà theo chiến lược kinh doanh của mình đó, thì tốt nhất là mình nên chờ, mà nếu mà giá nó vượt qua được mức là 11.2 này thì chúng ta nên cân nhắc chúng ta mua vào. Còn hiện tại giờ cái mức hỗ trợ này mà nó bị phá vỡ đó, thì nhiều khả năng là nó sẽ về vùng là 10.2. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là Techcombank. Về Techcombank đó, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và một trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, và nó đang được hỗ trợ là ở mức là 22.2 và kháng cự đang là ở mức là 25. Thì chiến lược cho mã Techcombank này á, mà chúng ta có thể là chờ, tốt nhất là chúng ta nên chờ mua quanh mức giá là từ 22 đến 22.8, và mục tiêu của chúng chốt lời của chúng ta sẽ là lên được vùng 25. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là Vietcombank. Về Vietcombank á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá của nó cũng là một trạng thái giá tăng, mà nó đang được hỗ trợ là từ mức là 80.5 mà cho đến là vùng 83.4. Trong video vừa rồi thì mình cũng có nhận định là nó khả năng nó sẽ về vùng 83.4 này, tuy nhiên nó chưa kịp về và nó đã tăng mạnh luôn rồi. Thì hiện tại về Vietcombank đó, nó đang vượt đỉnh, nó liên tục nó trong vượt đỉnh trong trong trung hạn nó đang liên tục nó vượt đỉnh, thì tốt nhất đó, là chúng ta nên canh canh điều chỉnh và chúng ta mua vào thì nó sẽ an toàn hơn. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là Vinhome. Về Vinhome á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng đi ngang và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, và nó đang được hỗ trợ là từ vùng 84 cho đến vùng 86. Thì về Vinhome này á, Vinhome này á thì nó hiện tại nó đang về mức cái hỗ trợ này, thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta nắm giữ mua vào và có thể là đặt stop loss là chúng ta có thể đặt stop loss là dưới dưới mức 32. Còn về kháng cự của nó thì có thể là chúng ta sẽ cân nhắc chốt lời là quanh mức là vùng vùng 90 đó. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là VIX. Về VIX, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm, và nó đang có hỗ trợ là ở mức là 100 115. Nếu mà cái mức hỗ trợ mà 115 này á, nó bị phá thì khả năng á, nó sẽ về luôn là ở mức là 108 trong trung hạn. Thì về mã VIX này á, thì về mã VIX này thì tốt nhất là chúng ta nên nên quan sát thêm một vài phiên nữa, bởi vì ở khung đồ thị giờ nó vẫn cho là một cái tín hiệu chưa rõ ràng và tín hiệu của nó vẫn là một xu hướng giảm mà thôi.
Tuy nhiên á, ở khung đồ thị ngắn hạn á, thì nó lại cho là một xu hướng tăng. Thì vì vậy mà tốt nhất á, chúng ta nên cân nhắc chúng ta chờ mua ở quanh mức hỗ trợ này và chúng ta có thể là nắm giữ trong trung hạn. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là Vietjet. Về Vietjet, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tăng mạnh và nó đang có kháng cự là ở mức là 149 và hỗ trợ của nó đang là ở mức là từ 131 cho đến là vùng 135. Thì nếu mà ai mà về Vietjet, nếu mà ai đang có hàng á, thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chốt lời từ 150 cho đến là vùng 153. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu Vinamilk. Về Vinamilk á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy. Nếu mà Vinamilk á, mà nó đang có hỗ trợ là ở mức là thì Vinamilk nó khả năng nó sẽ có hỗ trợ là ở mức là từ 130 đến 128. Thì nếu mà Vinamilk trong trong tuần tới mà nếu nó không có vượt đỉnh được là ở mức là 136 á, thì nhiều khả năng á, là nó sẽ điều chỉnh và chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta mua vào ở mức giá là từ 128 và đến 130. Và hiện tại Vinamilk nó đang có kháng cự là ở mức là 140. Đó. Thì chúng ta có thể là cân nhắc. Chúng ta chờ nó điều chỉnh và chúng ta mua vào. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là VPBank. Về cổ phiếu VPBank đó thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy và nó đang có hỗ trợ là mức 20, từ 20 cho đến là vùng 20.5. Thì chúng ta có thể là chờ mua ở quanh mức này. Và nó đang có kháng cự là mức là 23. Và còn về kháng cự trong trung hạn đó, thì nó có khả năng là nó sẽ lên được là trên trên 25. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là VRE. Về VRE, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy. Và nó có kháng cự là ở mức là 33, 33.3 cho đến là vùng 34.5. Thì về cổ phiếu VRE này á, trong mình có thể là hiện tại, tuy nhiên trên khung đồ thị ngày á, nó đang cho một xu hướng giảm. Tuy nhiên ở khung đồ thị ngắn hạn hơn á, là khung đồ thị 1 giờ này, thì nó đang cho cái tín hiệu là một tín hiệu tăng khá là tích cực. Thì khả năng của thằng VRE này á, nó sẽ có một nhịp hồi, nó có nhịp hồi lên là từ 33.3 cho đến vào vùng 34.5. Thì cái nhịp hồi này á, nó khả năng là nó sẽ bắt đầu từ phiên thứ hai tuần tới, thì nó có khả năng là nó sẽ giữ nhịp trong vòng tầm cỡ 15 phiên nữa, trong trường hợp là nếu nó không có bị phá đáy, có nghĩa là giá nó không có thấp hơn được vùng 31, thì nhiều khả năng á, là trong vòng 15 phiên nữa thì nó sẽ có một nhịp điều chỉnh là lên được vùng 33.3 cho đến là vùng 34.5. Thì video về phân tích các mã trong rổ cổ phiếu VN30 của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.